thấy ở đây á rất là lý tưởng dành cho những cặp tình nhân. Ở ga tàu điện ngầm Technology Building. Thì bây giờ mình sẽ đi bộ đến cái khách sạn Shangri-La Thái Bình mà mình đang ở. Giờ mình cùng đến khách sạn mình và khám phá khách sạn Shangri-La Thái Bình, khách sạn đẹp nhất ở Đài Loan với mình nha. Đi lần này thì mình có mang một cái vali lớn. Thì cái vali này thì mình mang rất là nhiều đồ để 3 ngày ở đây có thể chụp hình là đẹp. Có nhiều tấm hình sống ảo tại khách sạn cũng như là review khách sạn thật là đẹp với là để cho mọi người cùng xem. Đây không phải là lần đầu tiên mình đến với khách sạn Shangri-La Thái Bình này. Thì lần trước mình đi thì mình thấy khách sạn này rất là đẹp. Đặc biệt là dịp gần đây thì Đài Loan không có thể nào đi xuất ngoại được. Nên đây là mình nghĩ thời điểm tốt nhất để mình làm tiếp tục review khách sạn ở Đài Loan. Thì từ ga Technology Building đến cái khách sạn này đi bộ thì mất khoảng tầm từ 5 đến 8 phút. Mặc dù không nằm ngay tòa điện ngầm nào cả, nhưng mà một điều đặc biệt thích ở khách sạn đó chính là khách sạn có xe đưa đón khách du lịch đến những địa điểm lớn như là chợ đêm Sĩ Lâm nè, Đài Bắc 101 nè, và nhiều điểm đặc biệt khác mà có tuyến giờ đi hết rồi. Đây trước mắt mình là khách sạn Shangri-La Thái Bình mọi người. Cuối cùng đến nơi, đây là cái quầy check-in của khách sạn. Thì mọi người thấy thì có trước khi check-in thì người ta có kiểm tra nhiệt độ. Đây là quầy lễ tân. Thì bây giờ mình sẽ đi check-in trước. Quầy check-in đây. Bây giờ là mình vừa mới đến cái lầu của mình. Bây giờ mình ở lầu 33. Và trong cái phần mà mô tả của về phòng á, thì có nói là cái phòng của mình là ngắm tòa nhà Thái Bình 101 là cực đẹp. Thì mình lần trước mình có đi rồi, nên mình cũng hy vọng là lần này cái phòng cũng chỉ cần y chang này thôi là mình cũng hạnh phúc rồi, không cần đẹp hơn, nhưng mà hy vọng là mình cũng sẽ không bị thất vọng. Mình ở phòng 3303. Tòa nhà 101 của mình đâu rồi? Đây. Đây, tòa nhà 101 đây. Bây giờ mình cũng xem một vòng coi là Shangri-La Thái Bình có view như là mình nói là đặc biệt nhé. Ok, đây là một tour đi vòng. Trước tiên á là đây là cái bàn làm việc, đặc biệt đó chính là mọi người có thể làm việc và nhìn thấy tòa nhà Đài Bắc 101. Làm việc ở đây thì cực kỳ lý tưởng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái view ngồi đây để cho mọi người tưởng tượng được làm khi mà làm việc ở đây thì view sẽ như thế nào. Ở đây cái người này nhìn quen quen. Khi mà sử dụng cái hashtag này thì bạn đã đồng ý cho Shangri-La Thái Bình đăng lại cái tấm hình của mình trên trang Instagram của họ. Okay. Sẽ nên kêu gọi một cái tài trợ là khi mà mua một chú gấu với giá 588 tệ này thì bạn đã đóng góp cho quỹ ủng hộ gấu đen của Đài Loan. Đây là gì đây? Điều mình có thể nói khách sạn đó chính là khách sạn rất là tỉ mỉ và tinh tế. Thì góc làm việc không những là có view đẹp nè,
rồi dụng cụ văn phòng cũng rất là đầy đủ. Thì có kéo nè, có bút nè, có tẩy, có thích kẻ, có ghim, có banh dán, đầy đủ tất cả dụng cụ mà cần thiết cho một người làm văn phòng như mình. Ví dụ mình đi du lịch chẳng hạn thì mình thường mình không có mang những cái thứ lẻ tẻ này tại vì rất là phiền. Thì thay vì mình phải đi mua thì bây giờ khách sạn cũng đã cung cấp sẵn cho mình có thể xài thoải mái, rất là tỉ mỉ. Đây là mình giường mình sẽ ngủ tối nay. Ở đây sẽ có một cái loa cho bạn nào thích âm nhạc và giải trí. Đây là một góc nhìn khác của Đài Bắc 101. Và trong tay mình bây giờ đó chính là một tờ giấy giới thiệu về Horizon Club của Shangri-La Đài Bắc. Thì một điều đặc biệt khi mà bạn book một cái phòng với là Horizon Club thì nó sẽ có những dịch vụ như sau. Thứ nhất đó chính là buffet sáng từ 6:30 đến 10 giờ tại tầng 6 và hoặc là tầng 36. Tầng 6 và tầng 36 khác như thế nào? Tầng 6 là dành cho khách hàng chung, còn tầng 36 chỉ dành cho những cái gọi là khách hàng book với là Horizon Club mới được đến mà thôi. Thì mình thấy điều đó đặc biệt. Và ngoài ra một cái điều đặc biệt mình thích đây là Shangri-La Đài Bắc có dịch vụ gọi là check out trễ. Và dịch vụ check out trễ ở đây là sẽ từ có thể bạn có thể check out ở đây vào lúc 4 giờ thay vì những cái khách sạn khác là 12 giờ là bạn bị check out, bị đuổi ra rồi. Thì khách sạn này là có thể ở đến 4 giờ chiều nhưng mà bạn phải thông báo trước. Ai bảo có một lá thư nữa. Đây tên của mình nha. Có trái cây sấy nè, có đậu sấy nè, khoai tây sấy và rượu bia là 200 tệ. Đây là gì đây? Đây là toilet. Tắm thì có một cái tivi. Không biết cái tivi này có kết nối được game không? Mình có thể vô đây mình vừa tắm mình chơi game luôn. Bồn tắm này. Và đó là một cái vlog về phòng khách sạn của mình. Thì ngày trước thì mình cũng ở đây một lần rồi. Thì sau cái vlog này mình sẽ có một cái clip khác mình đã làm từ năm ngoái, mình sẽ show lại cho mọi người cùng xem nhé. Để mọi người so sánh là đợt trước với lần này thì phòng khách sạn đợt nào của mình sẽ đẹp hơn. Mọi người comment cho mình biết nha. Horizon đây. Đâu hả? Đi rồi cũng quên mất. Đây. Mình chọn chỗ ngồi thì mình sẽ chọn ở đây. Để đổ đây trước. Thì ở đây có cái view tới đây 101 rất là đẹp. Thì như mình nói thì cái tầng này á, mình có thể ở đây 24/24 bất cứ lúc nào mà mình đói bụng mình có thể đến đây ăn. Bánh nè. Bánh ngọt. Wow. Đó là mấy cái món ngọt mà mình thích thôi. Đợt này chắc là sẽ tăng cân mất rồi. Trái cây. Cá hồi. Đây là phần bánh trứng tôm hùm. Đây là phần cá hồi và cà chua. Đây là bánh mì dành cho người ăn chay.
và gà và bơ, chicken and cheese. Wow. Mình thấy đây là món ăn nhẹ 24/24 dành cho thành viên của Horizon Club. Mình thấy rất là đặc biệt. Điều đặc biệt mình thấy là đối với người mà mình không thích đi du lịch nhiều mà chỉ thích tận hưởng như mình á, thì mình thấy khách sạn, khi mà ở khách sạn này và book với phòng Horizon Club thì mọi người có thể enjoy ăn uống ngay 24/24 mà không phải phát sinh thêm chi phí nào thêm. Thì mình thấy đây là rất là tuyệt vời khi mà bạn ở với Horizon Club. Sau lưng mình đó chính là Đài Bắc 101. Vừa ăn cơm vừa tận hưởng Đài Bắc 101 nhé. Đây là phần ăn của mình hôm nay, và mình cũng tự tay thiết kế này cho dễ thương. Mình thấy ở đây á rất là lý tưởng dành cho những cặp tình nhân đến đây tận hưởng. Nếu mà có dịp á, lần sau mình mà có người yêu mình sẽ dắt đến đây. Chắc về sau là mình sẽ kiếm nhiều khách sạn hơn để cứ mỗi cuối tuần mình sẽ đi review về khách sạn, giới thiệu về khách sạn, giới thiệu về tiện nghi của khách sạn để cho mọi người cùng biết. Mình quên nói các bạn biết, nếu đối với những bạn mà đến Đài Loan lần đầu tiên á, bạn nên ăn thử là chế hôm nha. Ở Đài Loan á, mình đã lâu rồi, thật sự mà một món mà mình rất là bất ngờ là trái thơm. Trái thơm ở Đài Loan rất là ngọt, mình ăn được nhiều trái mà hầu như trái nào cũng ngọt. Thơm cũng là một cái món trái cây nổi tiếng của Đài Loan. Bạn sẽ ăn và bạn sẽ cảm nhận được là thơm ở Đài Loan nó ngọt và vị nó thanh hơn rất là nhiều so với trái thơm của Việt Nam mình nha. Cái này không phải là mình ở Đài Loan lâu mà mình nói về, mà thật sự là thơm ở Đài Loan rất là ngon. Hầu như là người Việt Nam khi mà nói về Đài Loan á thì mọi người sẽ nghĩ đến trái mãng cầu, nhưng mà thật ra là trên thực tế là trái thơm mới là trái ngon ở Đài Loan nha. Không biết các bạn đã có ai ở cái thành này chưa, mọi người cùng bình luận cho mình biết nha. Mình thấy là ăn đây, mặc dù là nói là ăn nhẹ nhưng mà mình có thể ăn cả ngày quá. Và mình cũng cần ăn trưa luôn, ăn nhẹ về mình là đủ rồi, tại vì mình cũng nên giảm cân nữa. Mà nói giảm cân nhé, hôm nay mình cũng ăn hơi nhiều. Đây là phần buffet ăn xế ở Shangri-La Thái Bảy. Thì bây giờ mình có ngoài cái buổi chiều thì có phần cơm chiên nè, đây là cá hồi, và đây là phần thịt heo. Trái cây, bánh trái. Mình thấy là hoàn toàn là khác cái bữa ăn 24 giờ ở đây. Đây còn có buổi chiều bữa ăn xế từ 5:30 đến 7:30, còn có thêm phục vụ thêm rượu nữa, rượu bia. Thật ra nói là ăn xế nhưng mà mình thấy 5:30 đến 7:30
Mà ăn xế như vậy thì cũng là no rồi, mình không cần phải ăn đêm nữa. À, đây là view Taipei 101 vào ban đêm nè mọi người. Mình đã lấy món cua, tôm và cá. Đây là phần bò, bò chiên. Bên trong đó là nhiều thịt bò và ngon. Nó ngoài là dạng như là bò bột mà thật ra là thịt thiệt, nên ăn nó ngon. Đây là phần mực chiên. Horizon Club thì đã ăn bao gồm ăn xế 5 đến 7 rồi và ăn 24 giờ. Nên thấy mình thấy là việc mà ăn buffet ngoài thì không có nhất thiết phải ăn. Mình thấy là nếu mà ở khách sạn này thì nên book kèm phòng có Horizon Club để được tận hưởng tất cả các dịch vụ của nó. Mình nghĩ là cái khách sạn này rất là phù hợp với những người mà không muốn đi du lịch nhiều, chỉ có là đến khách sạn tận hưởng nằm việc, đi chung nhà couple, sáng sớm ăn uống giải trí và coi xem view đẹp. Tiếp một điều là cái chỗ mà hồi xưa ăn đẹp quá nhưng mà bây giờ là có người ngồi. Mình mai chứ mà anh đấy phải canh đi sớm một tí, khoảng 5:30 đúng cái giờ mà nó mở cái phần ăn đêm này thì mình ngồi thì nó càng đẹp hơn. Sau khi mình về phòng sau khi ăn xong thì người ta đã dọn phòng giúp mình và có chào mừng mình về phòng với một cái phần bánh. Phần bánh là bánh gạo, rất là dễ thương. Và người ta đã dọn phòng cho mình rồi. Bây giờ là 12 giờ đêm nhưng mà mình vẫn rất là mê chơi game. Thì không biết là các bạn nào mê chơi game giống mình không, thì có thể mình là bên dưới thì mình về Việt Nam mình có thể chơi chung với nhau. Thì tranh thủ trước khi ngủ tranh thủ đắp mặt nạ một tí chơi game. Xin chào buổi sáng mọi người. Thì bây giờ mình đang ngắm bình minh ở tòa nhà Savila Đà Bắc. Thì ban ngày thì bình minh nó sẽ từ hướng đó về bình minh á, thì nên dậy sớm một tí khoảng 7 giờ sáng. Thì khoảng 7 giờ sáng thì đường trên trời của nó có một cái màu hồng rất là đẹp, thì sẽ ăn sớm một tí thì chụp hình cực kỳ là đẹp luôn. Thì bây giờ mình mới đến cái chỗ ăn sáng phần Horizon Club. Thì ngày mai mình sẽ quyết định là ăn sáng ở một cái tầng thứ 6 để cho mọi người có thể thấy được là khách sạn này có bữa ăn sáng nó khác nhau như thế nào. Thì giống như hôm qua là mình buổi trưa thì mình có ngồi bên kia, thì bây giờ mình có đổi một cái góc ngồi khác thì ngồi xéo xéo để cho mọi người có thể thấy được là những cái tầng ở đây nó có những cái góc đẹp nào khác nhau. Bây giờ mình cùng đi xem buổi sáng đây có gì nha. Hôm nay là có súp bò, bánh bao, tim sâm. Tim sâm là mình rất là thích ở Đài Loan. Có tim sâm thì có tim sâm tôm và tim sâm bò, tim sâm heo. Bánh giò cháu quẩy, bánh nè, chỉ cây, salmon, thịt xông khói, bơ. Wow, có bánh dâu. Giờ này là những ngày cuối cùng của mùa dâu ở Đài Loan, nên mình sẽ tranh thủ ăn nhiều dâu hơn một tí. Khi mà đi lên đồ ăn thì phải đeo một khẩu trang. Mình vừa mới lấy đồ ăn xong thì đồ ăn ở đây tầng thứ 36 thì có một cái điểm đặc biệt so với tầng 6, đó chính là tầng 36 thì có một cái menu tự chọn riêng. Có nghĩa là mình ngoài việc ăn buffet ở đây thì mình có thêm một cái món đặc biệt riêng thì dành cho Horizon Club đây cũng là thôi. Thì cái đợt trước mình đi thì mình ăn phần beef steak và tim tâm hầm lobster. Ngoài cái món trong menu thì món chính sẽ thay đổi theo ngày, thì hôm nay mình sẽ ăn là món trứng cuộn thịt gà.
Và món tiếp theo là xúc xích và cà chua có phủ một lớp bơ. Trứng và bên trong là thịt gà. Đây là món thịt đơn sản hàng ngày, thì mỗi ngày người ta đều thay đổi. Mỗi ngày thì khách sạn ở Horizon Corp đều thay đổi menu của mình. Thì hôm nay là có món thịt heo kho với là trứng. Và đây cũng là cái món, đây là món cá hồi xông khói và trứng. Mỗi ngày đều thay đổi. Ngoài ra thì nó có một cái menu chính nữa. Nhưng mà thường mình đi á, mình sẽ chọn món là món thay đổi theo ngày, tại vì mình nghĩ là nó đặc biệt. Đây là món thịt heo kho trứng đây. Tiếp theo mình sẽ đến tầng 40 tham quan hồ bơi. Thì để đến được cái hồ bơi thì trước tiên là mình phải đi qua một cái quầy gọi là quầy lễ tân của phòng massage và spa để đi đến hồ bơi. Xin chào mọi người, thì bây giờ mình đang ở hồ bơi sân thượng của Shangri-La Đài Bắc. Thì bây giờ buổi trưa thì nó khá là nắng, nhưng mà mình tại vì ngày mai là mình về rồi nên mình sẽ quyết định là vẫn lên đây chụp hình. Mọi người hãy chờ đợi xem hình của mình sắp tới có đẹp không nha. Đài Bắc 101. Ở đây chỉ có một cái set đồ bánh trái hoa quả cho một bữa ăn xế là 1.080 tệ, chưa tính phí 10% cho một người. Lần trước mình đi thì mình có chụp hình ở đây rồi. Trà thì rẻ hơn, trà thì giá khoảng 270 tệ một người, là tính ra khoảng là hơn 200.000 tí. Cà phê cũng vậy, trà đen, tất cả loại trà thì giá từ 250 đến 270, còn những cái đồ uống như coca thì rẻ hơn, giá thì khoảng 120. Thì bạn có thể đến đây và có thể tận hưởng không gian, mà không gian rất là đẹp. Bây giờ buổi chiều rất là đẹp, buổi tối rất buổi chiều hoàng hôn cực kỳ đẹp luôn. Bạn có thể thấy được Tai Bay 101. Thì chỗ này cũng khá là vắng mà mình nghĩ là ít người biết. Tại vì thứ nhất là khách sạn rất là sang trọng, thì mọi người có thể nghĩ đây là giá rất là mắc, nhưng mà thật sự đã rất là hợp lý dành cho những người đến đây chỉ để uống nước và tận hưởng không gian. Thì nếu mà bạn muốn nhu cầu mà ở khách sạn thì bạn có thể nghĩ đến việc mà đến đây cùng bạn bè để chụp hình. Mình sẽ quay một vòng cho mọi người biết là bây giờ đẹp như thế nào nha. Thì lúc chiều thì cũng khá là đông khách, nhưng mà bây giờ thực ra là tối rồi thì bây giờ nó sẽ chuyển ra một cái concept về ban đêm. Thì về concept về ban đêm thì nó sẽ có một cái phần đèn ở đây, thì nó sẽ trở nên lãng mạn hơn. Nhưng mà mình thấy giờ mà lý tưởng nhất mà có thể đến đây là khoảng từ 5:30 đến 6 giờ. Thì 5:30 đến 6 giờ là hoàng hôn hoàn toàn buông xuống và cảnh tượng đây vào ban đêm rất là đẹp, rất vô cùng lãng mạn luôn. Bây giờ mình đang ngắm hoàng hôn. Thì hôm nay là đêm cuối ở Shangri-La Đài Bắc rồi. Thì ngày mai mình sẽ quay về tỉnh của mình, tỉnh Tân Trúc. Thì mình hy vọng là có thể có dịp sớm trở lại Shangri-La Đài Bắc, vì cảnh ở đây rất là đẹp. Mình
cảm thấy là ngày nào mình có thể ở đây mà ngắm cảnh thì rất là thích, và đặc biệt là làm việc đó. Nhân đây thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé, cũng như là hãy bình luận bên dưới những khách sạn mà bạn nghĩ là cảnh rất là đẹp để mình có thể đến và làm vlog cũng như là chụp hình, làm review cho tất cả mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.